Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày hôm qua đã kêu gọi đối thoại, đồng thời chỉ ra rằng tiếp tục đối đầu không phải là lối thoát. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đưa ra kêu gọi trên sau khi một nhóm người muốn giải quyết tình hình hiện nay tới tòa nhà lập pháp vào sáng cùng ngày để gặp gỡ, cũng như chia sẻ ý kiến về cách xây dựng một nền tảng cho đối thoại giữa tất cả các tầng lớp xã hội. Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, bà không hy vọng cuộc đối thoại sẽ dễ dàng phá vỡ thế bế tắc hay đưa ra những giải pháp cho vấn đề hiện nay. Tuy nhiên thì bà khẳng định tiếp tục đối đầu không phải là lối thoát, đồng thời cho rằng điều quan trọng nhất cho toàn xã hội là chia sẻ niềm tin và phối hợp cùng nhau qua việc truyền đạt tin tức. Bà cho biết nếu có một nền tảng dân sự cho đối thoại, bà và các quan chức khác trong chính quyền Hồng Kông sẽ tham gia. Hồng Kông đang phải gánh chịu hệ lụy từ các cuộc biểu tình. GDP trong quý 2 vừa qua chỉ tăng 0,6% theo giá trị thực so với cùng kỳ năm ngoái, với ba lĩnh vực bị tác động mạnh nhất là cung cấp thực phẩm, du lịch và bán lẻ.